anh chàng đẹp trai ngồi trong quán uống ly cà phê. Hey hey, ok và hello, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nè. Và mình là Phóc Cận TV, đẹp trai nhất hành tinh vũ trụ thế giới điện ảnh mini world đấy bạn ơi. Sam ơi, bà thấy tôi đẹp trai không? Không đẹp trai gì hết á. Trời, cái bà này vô duyên quá. Trời ơi là trời, khen tôi đẹp trai câu cũng không được hay sao trời. Đúng là cái đồ thiên thần gọi là đét đét. Trời ơi, à mà quên, mấy bạn ơi, mấy bạn coi bộ đồ mình đang mặc nè. Đó, bạn thấy mình đang mặc bộ đồ gì không? Trông mình ngầu không? Trời ơi trời, hiện tại là Phong đang đóng vai là ác quỷ các bạn ơi. Đó, thì Phong sẽ đóng vai là con trai của thần chết nha. Đó, bạn thấy bộ đồ của Phong nhìn ngầu không? Ngầu ơi là ngầu luôn. Chứ ai như bộ đồ của Sam, bộ đồ Sam mặc nhìn xấu quá kìa. Trời đất ơi, tôi là trắng tươm tớp hiểu không? Đó là trắng đẹp đẽ hiểu không? Đó ông là đen thùi lùi, đỏ thùi lùi chứ, đỏ thùi lùi đỏ xấu xí hiểu không? Tào lao tào lao. Ok bạn ơi, thì hôm nay nè, bạn thấy phòng mình đang ở đâu không? Đây các bạn coi nè, xung quanh của mình chính là một căn phòng nhà bếp mấy bạn ơi. Đó, thì cái căn nhà bếp này nó có gì bạn xem đây. Đầu tiên là có cà phê nè, có xúc xích, có trứng gà, cà chua nè, rau nè, lại bánh mì rồi pizza tùm lum la luôn, có cái canh nữa nè. Đó, thì hôm nay nè, mình sẽ cùng với Sammy, bọn mình sẽ cùng nhau thi đấu nấu ăn nha bạn nha. Lần trước có rất nhiều bạn kia rằng là anh Phong ơi, anh Phong với chị Sam gọi là thi đấu nấu ăn với nhau đi. Đó, bây giờ cho nên là hôm nay mình quyết định sẽ thi đấu nấu ăn nha. Ok, thì hiện tại là bạn đang thấy trước cái cửa hàng bán đồ ăn của chúng ta đang có một vị khách. Hello, đó thì đây là một ông già râu trắng bạc phơ, đó hình như là ông Bụt hay sao á. Thì hôm nay mình sẽ bán đồ ăn cho những vị khách ở trước quán nha. Thì người nào mà bán được 10 điểm trước thì người đó sẽ win, được không Sam? Ok luôn. Ok. Ôi, rồi. Thì bây giờ trước khi vào video, các bạn hãy thử đoán xem coi mình và Sammy ai sẽ là người giành chiến thắng nha. Mấy bạn có 5 giây để comment để xem coi nha. Nếu như bạn nghĩ là Sam thắng thì bạn hãy sạc hashtag Sammy. Còn nếu như bạn nghĩ rằng là Phong thắng thì bạn hãy sạc hashtag Phong Cận TV nha. Ok. Rồi, còn bây giờ thì không nói nhiều nữa. Chúng ta bắt đầu nấu ăn thôi nào. Let's go. Let's go. Ok. Rồi, đầu tiên để mình xem cái ông này ổng ăn gì nha. Thì bấm vô người của ổng nữa bạn ơi, thì ổng sẽ cho chúng ta những món ăn mà ổng cần nha. Ổng cần ăn gọi là bánh mì sandwich nè. Hai cái bánh mì sandwich luôn, nhiều vậy. Với lại thêm một bánh pizza và một bát súp. Ok, quá đơn giản. Rồi ok, nhận nhiệm vụ. Làm thôi. Thì đầu tiên thì mình sẽ lấy bánh pizza để mình nướng lên nha các bạn nha. Các bạn coi nè, ở đây có quá trời bánh pizza nè. Mình sẽ lấy cái nè, sau đó mình sẽ đem lại cái lò nướng, mình bỏ trong mình nướng nha. Đó, nó đang nướng nè bạn ơi. Ui, nó bốc khói kìa. Mày thấy không, nó bốc khói nè, thấy không. Đó, quá đỉnh luôn. Tiếp theo nữa là làm bánh sandwich. Thì đầu tiên chúng ta làm bánh sandwich thì chúng ta cần có một cái bánh nè. Sau đó chúng ta sẽ để lên trên cái dĩa nè. Đó, sau đó tiếp theo bạn hãy lấy rau nha. Đó, bạn bỏ rau này, bạn sắc nó ra xong bạn bỏ trên cái bánh. Đó. Tiếp theo nữa là bạn hãy lấy một cái trứng gà. Đó, bánh sandwich thì là bánh sandwich trứng gà nha các bạn nha. Mấy bạn đem lại cái chảo nè, mấy bạn bỏ lên cái chảo. Đó, thấy không? Nó đang chiên nè các bạn. Đó, ghê chưa? Nó bốc khói luôn nè. Trời ơi, bốc lửa luôn, ghê thiệt chứ. Ok. Rồi, tiếp theo nữa là cà chua. Mình sẽ lấy cà chua nè, mình đem lại đây mình sắc nó ra. Búp. Đó, ok, thế là xong. Bây giờ mình đã có được một cái bánh pizza nè, hồi nãy nó mới nướng chín nè. Bây giờ mình làm thêm hai cái bánh sandwich nữa là xong. À, hồi nãy ông cần gì ta? À, ông cần ăn thêm một bát súp nữa, quên mất. Mình sẽ lại đây mình lấy chậm một cái bát súp nha. Đây, mình sẽ lấy một cái tô nè, sau đó mình ở đây nó có cái nồi súp nữa bạn, mình sẽ múc ra nha. Đó, ghê chưa? Ok, à khoan, còn bánh sandwich từ từ. Bỏ trứng gà nè, sau đó mình sẽ bỏ cà chua lên, sau đó lấy thêm một cái bánh nữa, bỏ lên luôn. Đó. Rồi, vậy chúng ta đã được thêm một cái bánh sandwich. Giờ chúng ta sẽ làm thêm một cái nữa. Tại ông này ông ăn đến hai cái lận bạn ơi. Ông này ông ăn nhiều ghê luôn á. Đúng là ông Bụt ăn nhiều gì đâu luôn trời. Ok, lấy thêm cái trứng gà nè, bỏ đây chiên. Đó, chiên lên nè. Rồi ok. À, ông để tôi xíu nha. Ok, chiên lên, nhanh lên, nhanh lên. À, để xem coi. Nhanh lên, nhanh lên. À, khoan từ, bây giờ mình sẽ lấy rau nè, mình sắc nó ra, bỏ lên trên đây. Đó, ok, sẽ đợi cái trứng chiên xong Phong ra. Ơi, đồ ăn cẩn thận chảy đồ nha. Cẩn thận nha, tôi nói trước thì thôi. Trời ơi, trời, tôi làm sao làm cháy được. Bà không làm cháy thôi chứ mà làm cháy. Trời đất ơi, tôi con gái cho làm cháy được ông thì có. Ông bây giờ nấu ăn đâu mà không biết. Ôi, đúng không? Ơi, tôi là vua đầu bếp của Mini World luôn, bà không biết hả? Ok nè. Bùm. Đó, xong. Rồi, vậy là mình đã làm xong được một món nè. Ui, tôi được 4 điểm luôn rồi nè. Ủa nhanh nhở? Gơi chưa, ok. Vị khách tiếp theo. Vị khách tiếp theo là muốn ăn một dĩa xúc xích chiên, một ly cà phê và một bát súp. Trời quá đơn giản. Nhiệm vụ, ok. Một ly cà phê đúng không? Thì mình sẽ bấm vô ly cà phê nữa bạn ơi. Sau đó mình sẽ múc cà phê nè. Đó, được một ly cà phê nè. Tiếp theo là xúc xích chiên đúng không? Xúc xích chiên, đầu tiên chúng ta sẽ lấy một cái dĩa. Đây các bạn coi nè, đó có quá trời dĩa nè. Lấy một cái dĩa nha. Sau đó để trên bàn. Đó, sau đó chúng ta sẽ lấy rau. Chúng ta sắc nó ra. Rồi chúng ta bỏ rau lên. Đó, sau đó tiếp theo nữa chúng ta lấy cà chua nè. Chúng ta sắc cà chua ra, bỏ cà chua lên. Đó, ghê chưa?
Rồi còn thiếu gì ta? À, xúc xích, đúng rồi, xúc xích đâu ta? À đây, xúc xích đây. Đó. Đây là xúc xích Đức nha các bạn nha. Cực kỳ to luôn. Ok, lấy nè. Đó, sau đó mình sẽ nướng nó lên. Khoan, không phải nướng mà là chiên mới đúng. Bỏ chảo chiên nè. Đó, chiên lên. Đấy, rồi ok. Quý khách đợi tôi một tí nha, tôi sẽ làm nhanh cho quý khách. À, còn thiếu một tô súp mấy bạn ơi, quên mất lấy tô súp nè. Múc ra nè. Đó, thế là xong. Rồi. Tôi được 6 điểm luôn rồi kìa. Liêu. Ai chưa ăn đủ của tôi vậy ta? Họ bỏ về hết luôn. Ủa sao Sammy? Sao Sammy từ nãy giờ không điểm vậy ta? Trời ơi, Sammy dở quá Sam ơi. Okay. Tôi nấu ngon này mà tại sao bên ông được nhiều điểm nhờ? Kỳ quá à. Chắc là Sammy nấu đồ ăn, người ta ăn xong người ta bị đau bụng á bạn, cho nên là người ta về hết trơn rồi. Trời ơi là trời. Coi tôi nè, bây giờ để xem coi vị khách tiếp theo. Một bát súp và một ly cà phê. Ok, quá đơn giản. Phải từ ông này, à cái gì? Bánh mì sandwich hả? Ok, bánh mì sandwich đúng không? Quá đơn giản, ok rồi. Lấy bánh mì nè, bỏ lên trên này. Rồi lấy quả trứng gà, bỏ đây chiên lên. Đấy. Rồi lấy rau nè, sắc nó ra. Rồi bỏ lên trên bánh mì. Đó, ok rồi, chờ trứng chiên xong nữa. Ok. Ê, Sam ơi, tôi được 7 điểm ấy nè. Sao bên bà nãy giờ thấy không điểm vậy ta? Ôi, chưa thấy ai. Sao vậy? Không có khách tới. Khách tôi không tìm tới chỗ tôi mà tới chỗ ông không à. Kỳ vậy. Trời ơi. Biết sao không? Bà coi cái nồi canh của tôi nè, nó bốc khói lên nè. Cái mùi thơm ơi là thơm luôn. Cho nên là người ta muốn ăn bên quán của tôi. Còn quán của bà cái mùi canh dở ẹt à, cho nên ta không thèm ăn á. Ok. Tôi biết, tôi chỉ lại canh, chắc chắn có nhiều khách tới ăn luôn. Ờ là trời. Ok rồi, bỏ sandwich lên nè. Đây, xong 8 điểm rồi. Ok, vị khách tiếp theo. Một, hai bánh mì sandwich, một pizza và một bát súp. Trời, cái ông này ông ăn tiếp hả? Ông này ông tới nhiều vậy. Ok. À, hai bánh mì sandwich đúng không? Ok, mình sẽ làm hai bánh mì sandwich trong này nha. Sắc rau rồi nè, bỏ lên trên đây. Lấy cà chua, sắc ra. Ờ quên từ, phải làm chiên hai cái trứng. Đúng rồi, chiên hai cái trứng. Đó, để hai đứa anh chiên nè. Đó, chiên lần hai cái luôn. Cho nó nhanh mấy bạn ơi. Sau lấy cà chua, sắc lần hai miếng cà chua luôn. Đó, lấy thêm miếng rau nữa. Đó. Rồi ok. À, hồi nãy ông ăn gì nữa ta? Pizza nữa phải không? Hình như nãy ông có ăn pizza đúng rồi. Mình lấy thêm cái bánh pizza nè. Mình sẽ bỏ trong lò nướng mình nướng nha. Đó. Rồi một ly cà phê. Ok. Lấy thêm một ly cà phê nè. Bỏ ở đây. Ok. À, bỏ trứng lên. Sau đó là lấy cà chua. Bỏ lên. Rồi lấy bánh mì sandwich. Bỏ lên. Ok. Được một cái nè. Rồi cái thứ hai nha. Mình sẽ bỏ lên nè. Đó. Sau đó mình lấy rau. Bỏ lên. Bỏ trứng gà lên. Sau đó lấy cà chua. Rồi. Xắt ra nè. Bỏ lên. Rồi. Sắp xong rồi. Rồi. Đèn. Ok. Và bánh pizza nữa. Ủa. Khoan tự. Tính ra đủ rồi mà ta. Một bánh pizza. Một ly cà phê. Và một hai cái bánh sandwich. Ủa đúng rồi mà, còn thiếu gì đâu ta? Ủa hay là ông ăn canh ta? Chết rồi, mình quên mất ông ăn món gì rồi. Trời ơi, chết rồi. À đúng rồi, ông ăn canh. Ok. Rồi, vị khách tiếp theo. Trời ơi, vị khách tiếp theo của mình y như là ca sĩ luôn các bạn ơi. Bạn coi nè, trời ơi ca sĩ đẹp trai. Ôi đâu, bà coi nè, hôm nay quán của tôi có Sơn Tùng đến luôn nè. Ghê không? Anh Sơn Tùng đến ăn quán tôi luôn nè. Sơn Tùng ăn không à? Anh Sơn Tùng trong MV lạc trôi này chứ đâu. Ok, dạ anh Sơn Tùng ăn gì anh? Quán ông luôn hả? Ừ, ông lạc trôi. Ông lạc trôi mà ông lạc vô quán tôi luôn, ghê chưa? Anh muốn ăn một dĩa xúc xích chiên, một ly cà phê và một bát súp. Ok anh đợi em tí nha anh Sơn Tùng. Ồ, ok, riêng anh là em tặng cho anh miễn phí luôn. Ok, xúc xích chiên đúng không? Đầu tiên lấy cái dĩa nè. Đó. Tôi bán thôi cho anh Sơn Tùng cái này tôi được 100 điểm luôn chắc luôn. À, ok. Sau đó lấy rau nè. Bỏ rau vô rồi ok, sau đó lấy cà chua nè. Bỏ vô. Rồi, xúc xích. À đây, xúc xích đây. Anh đợi em tí nha. Đó, mình phải lựa cái xúc xích nào thật là ngon nhất luôn. Đấy, ok. À, hồi nãy ăn gì ta? À, một bát súp nữa đúng rồi. Lấy thêm bát súp nè. Đó, cà phê thì mình nãy mình có một ly rồi. Bây giờ chờ nó xong cái xúc xích nữa thôi. Ok. Chiên nhanh lên. Trời ơi, anh Sơn Tùng đang đợi tôi nè. Nhanh lên coi cái xúc xích này lâu hết. Nhanh lên. Ok được rồi. Ok, bỏ lên dĩa. Không cần sẽ được tương dương là có ca sĩ tới ghé thăm ăn gì không? Yeah, 10 điểm rồi. Trời ơi, không chịu đâu. Kỳ quá à. Không ai tới quán tôi ăn hết luôn á Phong. Ê, tôi thấy, tính là tôi thấy cũng có 2-3 người đứng ở trước quán bà kìa. Mà người ta không ngon rồi, ông đứng cho vui không? Đứng cho vui luôn á. Trời ơi là trời, mấy bạn thấy chưa? Quán ăn của mình gọi là bán từ nãy giờ bán nhiều khách quá trời luôn. Giờ vẫn còn một đống khách đang đứng đây nữa các bạn. Quá trời khách luôn, trời ơi trời. Bán không hết. Còn quán của Sam á, cái gì đâu, đồ ăn dở hay sao? Người ta ăn người ta đau bụng hay sao? Không ai thèm vô ăn hết, trời ơi. Khóc cái gì mà khóc, nấu ăn dở thì chấp nhận đi. Nè tôi cho thử tô súp nè, đây tôi lấy cho bà tô súp nha. Ok, múc súp nè, đó ăn thử đi. Wow. Nè, đâu. Nè tôi đưa bà tô súp nè. Đó, ăn rồi, thử đi. Đấy rồi, nhâm.
Trời đất ơi, sao y chang của tôi vậy? Sao bên đông nhiều khách vậy? Trời ơi, ở đâu mà y chang của tôi ngon hơn nhiều? Đó mấy bạn ơi, mấy bạn thấy quán của Phong được 10 điểm nè, quán Sam được 0 điểm thì các bạn biết quán của ai nấu ăn ngon hơn rồi đúng không? Trời ơi, là Sam nha. Quán của Phong thì có. Ok, và cảm ơn anh em đã xem video này nha. Nếu như bạn nào mà đã đoán đúng rằng là Phong là người chiến thắng á, thì xin chúc mừng mấy bạn nha. Còn bạn nào mà đoán là Sam chiến thắng thì mấy bạn đã sai rồi. Phong mới là người thắng nè. Phong được 10 điểm luôn, còn Sam được có 0 điểm mà, tại vì không ai ăn hết. Ok, và cảm ơn anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem video này. Và nếu như mà anh em thích video này thì đừng quên là hãy để cho mình một like, một share và nhớ nút subscribe đăng ký hộ cho kênh YouTube của mình. Và cũng đừng quên là hãy gọi là comment thật là nhiều ở bên dưới tên gọi là sạc hashtag Phong Cận TV nha. Thì mình sẽ thả tim cho tất cả những bạn fan yêu dấu gọi là sạc hashtag Phong Cận TV nha. Ok. Rồi, cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye. Hẹn gặp lại anh em ở những video lần sau. Và nếu như anh em muốn mà mình đại chiến nấu ăn với ai nữa thì bạn nhớ là hãy comment lại cho mình biết nha. Bye bye, yêu em phải rồi, tạm biệt. Sam bye bye mấy bạn đi Sam. Bye bye, Sam thắng nha. Tào lao Phong thắng thì có.